Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ, gồm Phó trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đinh Vui, Chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Trần Tuấn Lợi, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thảo có buổi tiếp xúc cử tri phường Khuê Trung trước kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Giờ buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đại diện tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố báo cáo những thông tin nội dung quan trọng liên quan đến kỳ họp cuối năm 2023 và tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh các chỉ tiêu trên địa bàn thành phố bên cạnh đó đại diện tổ cũng cho biết 35 ý kiến cử tri trước đó đã được các cơ quan chức năng phản hồi xử lý tại buổi tiếp xúc cử tri phản ánh về vấn đề an ninh trật tự an toàn giao thông mỹ quan đô thị trên địa bàn nếu ý kiến về việc thay đổi vị trí nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư, trồng lại cây xanh và quản lý trật tự đô thị trên tuyến đường Nguyễn Duy. Tuyến đường Nguyễn Duy hiện nay là cái tuyến đường đó là 5 mét năm. Tuyến đường đó là nó đã bong tráp rất là nhiều. Cho nên tôi đề nghị là các vị làm việc với lại Ủy ban dân dân thành phố á nên có kế hoạch đó là làm hoàn chỉnh lại con đường đó và có thể làm một cái lớp như à, ngoài ra cử tri tổ 63 đề nghị thành phố cần có biện pháp giảm bớt tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của nhà máy thuốc lá kiến nghị thành phố xử lý việc gián quảng cáo trên trụ điện quan tâm đến hệ thống mương thoát nước tại khu dân cư số 5, cần có đường cờ tổ quốc tại nghĩa trung hòa văn và cải tạo vỉa hè đường thăng long Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, vấn đề liên quan đến nhà máy thuốc lá, thành phố đã có phương án di dời nhà máy về khu công nghiệp Cẩm Lệ, tuy nhiên còn vướng hạ tầng. Trước mắt đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, nhất là Chi cục Môi trường phối hợp với địa phương kiểm tra xả thải, đảm bảo môi trường. Còn vấn đề mương thoát nước dọc bờ tường sân bay đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố cũng đang hưởng trương hoàn thiện phương án chống ngập nước trên địa bàn, đề nghị quận Cẩm Lệ cập nhật, bổ sung tình hình này vào quy hoạch kết luận buổi tiếp xúc cử tri, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết ghi nhận các ý kiến và giao cho địa phương xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cũng đảm bảo thành phố sẽ xử lý nghiêm các vấn đề liên quan bốn ngành, bị thu gom rác thải và đã giải đáp vấn đề ngập nước trên địa bàn do mưa lớn. Thành phố thì cũng nhận diện vấn đề này cũng là vấn đề rất nóng của thành phố, cũng đang tập trung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là bố trí rất nhiều nguồn lực cho cái hệ thống thoát nước này ban đô thị hội đồng dân là tổ chức hẳn một cái hội thảo báo cáo bà con cử tri là phân tích nguyên nhân cụ thể của cái ngập nước và vì sao là trước đây như thế mà bây giờ là đà nẵng hệ cứ mưa là ngập trong đó có nguyên nhân là cái hạ hệ thống hạ tầng thoát nước đô thị của mình nó cũng uh, thứ nhất là nó cũ thứ hai là nó cũng tương đối quá tải rồi cái thứ ba là cái nguyên nhân chủ quan trong cái nạo vét uh, thường xuyên nó cũng không đạt theo cái yêu cầu kế hoạch cho nên nó cũng sinh ra những cái tình trạng như thế thì thành phố cũng tập trung quyết liệt tập trung những cái giải pháp như thế, kể cả vận động người dân là thực hiện cái nghĩa vụ của mình trước cái khu vực nhà ở của mình. Về vấn đề ngầm hóa dây điện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho biết, đây là vấn đề thành phố quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề này cần có thứ tự ưu tiên nguồn lực. Thành phố cũng đang xây dựng tiến độ kế hoạch để ngầm hóa dây điện trước đó đề nghị địa phương ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra có giải pháp cụ thể từng khu vực để bỏ dây điện đảm bảo an toàn cho nhà dân